Dạ, Đỗ Thanh chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube của em nha. Hiện tại thì Thanh đang di chuyển ở ngay trong một mảnh vườn cây cao su thuộc của ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà cùng theo dõi với em một lô đất xào có tổng diện tích là 4.949m2. Sổ của mình là bìa hồng cầm tay, pháp lý rõ ràng. Và hình thức sử dụng của mình là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là cây lâu năm. Bìa hồng cầm tay thì quý cô chú anh chị mình lên sẽ được gặp chính chủ. Với một lô đất xào và chủ nhà gửi bên tụi em quay bán với giá mong muốn bán là 100 triệu trên 1.000m2, hay còn gọi là 100 triệu trên một công đất nha quý cô chú anh chị mình. Dạ thì cụ thể lô đất hôm nay Thanh quay để quý cô chú anh chị mình di chuyển ra ngay được đường DT759B sẽ dao động ở đây vào là 400m, và di chuyển ra trường học sẽ dao động là 1 km. Trên đất của mình thì sẽ có một cái chòi nhỏ, cũng như xung quanh là trồng toàn bộ là cao su đã được bước sang năm thứ 4. Và với 4.949m2, hay còn gọi là 5 xào đất Thanh đang quay ở đây, mình sẽ sở hữu được là 300 cây cao su. Và cao su của mình ở đây là giống Diêu 4 nha quý cô chú anh chị. Với một lô đất xào sổ sẵn giá rẻ thì quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp cho Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh được phục vụ cũng như gặp gỡ quý cô chú anh chị. Thì theo hướng tay của Thanh chỉ là tính từ cái cạnh đầu tiên đó của mình chạy ngang hết và giáp với cao su lớn của nhà hàng xóm kế bên của mình sẽ được là 51m. Và từ đó của mình chạy dọc hết cái vị trí lô đất của mình sẽ được là 81m. Và cái cạnh bên đây của mình giáp với vườn cao su cũng là được 73m. Còn từ đây của mình nhìn thẳng ra sẽ là một vườn sầu riêng cũng như nhà cửa dân cư nằm tại ấp Tân Lập, xã Phước Thiện của mình ở đây. Nếu từ đây mà mình di chuyển ra ngay mặt tiền khu dân cư chỉ dao động khoảng là 200m, còn ra đường quốc lộ 759B sẽ là 400m. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh, quý cô chú anh chị mình di chuyển lên sẽ là 156 km. Còn Bình Dương là dao động từ 120 tới 130 km nha quý cô chú anh chị mình. Trong thời gian theo dõi thì quý cô chú anh chị sẽ cho Thanh một nốt like, một nốt đăng ký cũng như ấn một nốt chuông để em được phục vụ, và quý cô chú anh chị sẽ đón nhận những video Thanh quay và gửi lên hàng ngày, rất mong sẽ phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình. Đây là hiện tại là Thanh đang di chuyển ở ngay trong lô đất luôn. Còn chất đất của mình ở đây là đất thịt pha sỏi nha cả nhà mình. Còn cao su ở đây, nếu mà cả nhà mình chưa thông thạo về giống cao su á, thì cao su của mình nếu như chăm sóc tốt thì bước sang hết năm thứ 5, là bước sang năm thứ 6 là mình có thể đi vào khai thác được nha cả nhà. Còn nếu như mà mình chăm sóc chưa tốt thì dao động từ 6 tới 7 năm mình mới vào khai thác được. Thì với trung bình như 4.949m2 Thanh đang di chuyển ở đây, mình mà cạo thì một ngày của mình thu nhập khoảng là từ 3 tới 400 ngàn trên một ngày. Đó, thì lúc nãy là em vừa di chuyển từ cái cạnh 51 này, 83, còn cạnh bên đây là 74. Tổng diện tích là Thanh di chuyển tới đuôi. Đuôi của mình là cũng giáp với vườn cao su. Còn ranh giới xung quanh đây của mình thì chủ nhà là có trồng hàng chuối hết nha. Đó, chuối ở đây là ranh giới hết lô đất của mình mà Thanh đang quay ở đây. Đó, chuối của mình ở đây là giống như chuối sáp đó cả nhà. Thanh cũng không thuộc về các cái giống chuối nhiều, đó là theo suy nghĩ riêng của em thôi. Thì cả nhà mà có biết là giống chuối tên gì thì sẽ góp ý cho Thanh biết với nha. Đó, còn ở đây là Thanh sẽ đang di chuyển xung quanh toàn bộ cái diện tích. Dạ thì trong thời gian theo dõi, cả nhà có thể nhấn thêm vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo thêm về những video Thanh quay từ đất nền, đất xào, đất kèm nhà. Rất mong sẽ phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình. Và những video hình ảnh Thanh quay ở đây đó hoàn toàn là thực tế. Khi quý cô chú anh chị mình lên sẽ được gặp chủ cũng như kiểm tra qua sổ. Và đặc biệt hơn, mình sẽ có địa chính vào đo đạc, cắm mốc, cắm danh để đảm bảo diện tích video Thanh quay hoàn toàn là thực tế nha cả nhà. Cả nhà mình cùng xem này, ranh giới của mình ở đây thì được phân biệt bằng một đường mương múc nhỏ giữa nhà mình và nhà hàng xóm kế bên. Đó,
Và đất của mình ở đây cũng rất chi là phù hợp cho trồng sầu riêng. Bây giờ Thanh sẽ di chuyển xuống dưới để cả nhà cùng xem cái vườn sầu riêng trồng kề cái lô đất của mình nha. Cả nhà nghe được tiếng bước chân Thanh đi không? Ra mùa khô á, rồi lá nó rụng nữa. Thanh nghe rõ lắm luôn ý, chắc cả nhà cũng nghe được luôn ha. À, cả nhà biết không, một ngày trung bình Thanh đi là khoảng là 1.000 bước, hơn 10.000 bước chân. Đi giết mà người nó đẹp luôn đó cả nhà. Nhưng mà Thanh cũng rất muốn là đi kỹ và quay kỹ để cho quý cô chú anh chị mình ở xa đó theo dõi được những cái clip của Thanh, sẽ đảm bảo video hình ảnh cũng như toàn bộ cái diện tích Thanh quay và gửi cho cả nhà để gửi gắm những niềm tin yêu mà quý khách hàng đã tin tưởng và mua với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước của em. Thanh rất vui khi được quý cô chú anh chị mình tin tưởng. Và cả nhà mình biết không, những nguồn đất mà cả nhà có thể xem và liên hệ bên em đó thì Thanh cũng đã sàng lọc qua, thì cũng hy vọng là quý khách hàng của mình mua cái đầu tiên là làm của này thì sổ sách pháp lý an toàn, còn cả nhà mình mua đầu tư thì chắc chắn sau này mình có thể sinh lợi nhuận được, vì những cái nguồn đất Thanh quay là giá đặc biệt là thấp nhất thị trường vào thời điểm hiện tại đây. Cái thứ hai là sổ sách pháp lý an toàn, nguồn gốc của mình là sạch, cũng như khi quý cô chú anh chị mình lên sẽ được gặp chủ luôn đó. Nên là cả nhà mình sẽ cùng cố gắng theo dõi cùng với Thanh nha. Đó, bây giờ là Thanh di chuyển tới mà giáp cái vườn sầu riêng của nhà hàng xóm này. Cả nhà thấy rõ không? Ở đây là có trụ cũng như cọc mốc là đóng đầy đủ hết luôn. Đây là cái răng của mình chạy thẳng lại bên kia là 51. Trên đất của mình sẽ có một cái chòi nhỏ nha cả nhà. Bên kia thì sẽ giáp cái vườn của nhà hàng xóm. Đây là vườn của nhà hàng xóm kế bên. Cả nhà cùng đi ra đây để Thanh nói rõ về cái đường và cùng hiểu với Thanh nha. Dạ, đây là cái con đường mà Thanh sẽ giải thích cho cả nhà cùng hiểu. Đường của mình ở đây là giáp với nhà hàng xóm. Còn cao su của mình ở đây là cao su của nông trường Lộc Ninh. Và đường của mình ở đây là đường để đi vào trong lô đất, sẽ không có ngăn cản cũng như có giấy cam kết. Đường của mình là không tranh chấp và được đi thoải mái vào trong vị trí lô đất của mình ở đây. Đó, thì từ đây mà ra ngay cái mặt tiền đường đất của mình thì chỉ khoảng là hơn 50 mét thôi. Bây giờ cả nhà cùng di chuyển để ra quan sát con đường rõ với em nha. Còn sổ sách video mình quay ở đây hoàn toàn là thực tế. Giá này khi quý cô chú anh chị mình theo dõi được thì mình sẽ được gặp chính chủ và để thương lượng về giá cả, xem là mình sẽ mua với cái giá tốt nhất nha quý cô chú anh chị mình. Mọi thông tin cả nhà liên hệ với Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh được phục vụ và tiếp đón quý cô chú anh chị của mình. Đó là Thanh sẽ đi thực tế cái con đường để cho quý cô chú anh chị mình cùng xem và nắm bắt được ha. Đó là hiện tại là Thanh vừa di chuyển dao động khoảng là 50 mét là bắt đầu ra tới con đường đây cả nhà. Đó, đây là con đường. Thì cả nhà cũng nhìn vào là thấy cái vườn cao su của mình ở trước mặt đó luôn. Thì từ đây vào đó là khoảng 50 mét và đường đi đây của mình sẽ đảm bảo là đường đi chung và chắc chắn là không có tranh chấp với ai. Và có chủ nhà đứng ra cam kết cũng như là trưởng ấp luôn nha quý cô chú anh chị mình. Còn đường ở đây của mình là chạy thẳng 400m nữa sẽ ra ngay được đường DT 759B. Và mình di chuyển thêm khoảng 600m nữa, ở đó sẽ là ủy ban xã và trường học, là tại Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước của mình. Dạ thì nãy giờ là quý cô chú anh chị cùng theo dõi cũng như quan sát hết toàn bộ diện tích một mảnh đất xào chủ nhà gửi tụi em quay bán, trồng toàn bộ là cao su, có tổng diện tích là 4.949 m², sổ bìa hồng cầm tay, mong muốn bán là 100 triệu trên 1.000 m². Mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với Thanh nha. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của em.